hôm nay Thiên Thư sẽ làm một cái video clip về chủ đề là hành trình để vẽ một bức tranh. Thì để vẽ một bức tranh thì Thiên Thư cần những gì? Hôm nay Thiên Thư sẽ dẫn các bạn đến nhà sách Phương Nam, quận 7 nha. Thì bây giờ chúng ta cùng vào thôi. Ok, thì bây giờ Thiên Thư sẽ lên lầu 2 nha. Bây giờ thì Thiên Thư sẽ đi tìm vỡ lò xo nha. Sau một hồi lựa thì Thiên Thư sẽ lấy em vỡ này nha. Chỉ có 55.000 thôi và giấy cũng rất là tốt. Đây, giấy của nó cũng giống như vậy nè các bạn. Đó. Bây giờ đã lựa vỡ lò xo xong rồi, mình sẽ đi đến tìm màu nước thôi. Không biết là nên lấy màu nước nào. Đây là màu nước của Milan ha. Đó. Này rất là xịn luôn. Đây là một cái bộ rất là đủ nhiều đủ màu luôn. Sau một hồi thì lựa tất cả các mẫu thì Thiên Thư cảm thấy là Thiên Thư sẽ lấy một em này. Tại vì đây là hàng của Mỹ nên là em ấy rất là xịn luôn và lên màu cực kỳ là chuẩn các bạn. Rất là đủ màu, chỉ có 8 màu thôi, chúng ta có thể pha thành cái màu khác được luôn á các bạn. Đó, giống như là nếu mà pha màu hồng với lại màu xanh nè sẽ ra một màu tím. Thì em này chỉ có giá là 139.000 thôi. Bây giờ thì mình nên lựa một cái khay để mà đựng để mà pha màu á các bạn. Thì ở bên đây có tổng cộng là 3 cái khay. Đây là cái khay loại nhỏ nè các bạn, nhưng mà không có đủ để mà đựng hết tất cả màu, chỉ có 4.500 thôi, giá cũng rất là phải chăng ha. Khay này là chỉ có 7.000 thôi nè, cũng rất là to. Còn em này chỉ có 10.000 thôi. Thiên Thư nghĩ là mình sẽ lấy em này. Wow, rất là to luôn. Và tiếp theo thì Thiên Thư sẽ lựa cọ vẽ mà lựa cọ trên đây. Hình như là Thiên Thư thấy nếu mà mình muốn mua loại xịn là phải qua kia. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay vòng lại bên kia nha. Tiền tiền đây, rất là nhiều cỏ xịn luôn. Thì Thiên Thư cần một cái loại cỏ bè và một cái loại cỏ thẳng. Để mà cỏ bè thì Thiên Thư sẽ tô nền, còn cỏ thẳng thì Thiên Thư sẽ vẽ ha. Đây, cỏ bè đây. Đó. Để Thiên Thư coi. Thì thấy là có loại xịn hơn. Cái loại này là chỉ có 17.000 thôi. Đây là cây 17.000, còn đây là cây 60.000. Thì sẽ so sánh cho các bạn xem ha. Đây. Thiên Thư cảm thấy là cái lông của cây 17.000 nó rất là cứng, còn nó dày, vẽ sẽ không có đẹp. Còn cái cây mà 60.000 á, nó mềm mượt, như là nó mới gội đầu, gội đầu xong. Khi mà vẽ thì chúng ta cũng không thể thiếu màu sáp, nên là Thiên Thư sẽ mua một cái màu sáp dầu xuyên xịn một chút nha. Là cái nơi mà bán màu sáp từ trên xuống dưới, và các bạn có thấy đầy đủ không? Thì rất là nhiều màu sáp ha, có màu sáp tabi nè. Đó, nhưng mà thôi, thấy màu hường quá, Thiên Thư không thích. Không thích cái màu đỏ màu mẻ không thích. Xuống đây thì Thiên Thư cảm thấy là rất là bán rất là nhiều. Này, con chiếc kình chỉ cấp 53.000 thôi các bạn ơi. 53.000 thôi. Thiên Thư nghĩ là sẽ lấy cái em này. Thiên Thư coi, nó có loại nhỏ thôi kìa các bạn. Thiên Thư xem nha. Cái này 53.000, và cái này là 25.000 nha các bạn. Thì Thiên Thư nghĩ á, chúng ta sẽ lấy cái hộp này. Hộp 53.000 nó đầy đủ màu hơn á. Này nó có màu da nữa nè. Thôi, Thiên Thư lấy cái hộp này nha. Nó có thêm một size nữa nè. Cái này 35.000 thôi. Thiên Thư cũng thấy là rất là đầy đủ màu luôn. Thôi Thiên Thư nghĩ nếu mà tiết kiệm tiền hơn thì chúng ta sẽ lấy cái hộp 35.000. Các bạn nó học bài giáo dục công nhân, mình phải biết tiết kiệm tiền nếu mà lo cho cuộc sống nữa. Phải mua gạo để mà ăn nữa, đúng không các bạn? Ok các bạn ơi, và bây giờ thì chúng ta hãy nhìn lại những món đồ mà mình mới mua nha. Bây giờ thì Thiên Thư sẽ cộng thử coi có đúng không. Cộng với 10 là 45, cộng với lại một cái cây, một cây này 36.000 là 81.000. 81 cộng với 60.000 8 là 141.
141 hả? 141 cộng 140. Cái này 139 nhưng mà tính thường luôn. 140 là 208. Cái chữ cái này nữa là 200. À, đúng, 281 nhé. Trừ thêm cái này nữa, trừ 1.000 của cái này nữa là 280. Đó, rồi tiếp theo cái này là 55.000. 280 cộng với 50 đi. 280 cộng 50 là 335.000. Ok. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi tính tiền thôi. Chúng ta sẽ đi tính tiền thôi. A few moments later. Ok các bạn ơi, và Thiên Thư cũng đã về nhà rồi đây. Bây giờ thì Thiên Thư sẽ bắt một đầu một cuộc hành trình mới, đó là vẽ tranh. Và đây cũng là lần đầu của Thiên Thư, nên là nếu mà có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua nha. Và đây chính là bức tranh mà Thiên Thư sẽ chọn để vẽ nè. Nhìn nó cũng đơn giản ha các bạn. Có màu, có cái bầu trời thì galaxy và có cây thông. Vì hiện tại là đang là mùa Merry Christmas mà, nên là Thiên Thư phải vẽ có không khí Giáng sinh mới được. Các bạn ơi, và Thiên Thư xin đổi lại nha. Tại hồi nãy á, Thiên Thư thấy cái bức tranh kia nó hơi khó, nên là bây giờ Thiên Thư sẽ đổi thành cái bức tranh này. Bức tranh này phối màu cũng rất là đẹp luôn, và có cả cây thông nữa nè. Các bạn nào cũng có thích cây thông không? Và đây là một số vật chuẩn bị đây. Một tô nước. Thường thường là Thiên Thư thấy là người ta dùng đây, nhưng mà bây giờ Thiên Thư tô luôn. Một cái màu đây, đây là màu mà Thiên Thư đã mở ra luôn rồi. Đó, rất là nhiều màu luôn các bạn. Những cái màu này mình có thể pha luôn, rất là sáng tạo ha. Đó, để là ok. Rồi, một đây là gọi là cái đồ để mà pha màu. Đó, hoặc là để màu vô những cái này cũng được. Rồi, và không thể thiếu là cỏ. Thì Thiên Thư mua hai cỏ, một cái cỏ là cỏ bè và một cỏ là cỏ nhỏ để mà vẽ. Ok, Thiên Thư sẽ để vô nước này nha. Theo chúng ta cần là một cái tập giấy trắng xóa, rất là đẹp ha các bạn, giấy rất là đẹp luôn. Cái cuối cùng là một cái là bông mút, bông quýt, và một cái hai cái là gọi là ray đổ tay. Thì cái này á em thấy rất là hay luôn, giống như mình sẽ trộn làm rất là nhiều cái được. Rồi thì để hai cái này vào bên nha. Thì bây giờ không chơi gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu làm thôi.
các bạn ơi, sau một hồi thì Thiên Thư cũng vẽ xong một bức tranh mà Thiên Thư vẫn chưa thấy là ưng ý cho lắm. Đây các bạn có thể xem ha. Và các bạn hãy cho Thiên Thư nhận xét ở dưới phần comment đi. Thì theo Thiên Thư nhận xét á, cái bầu trời thì Thiên Thư vẽ được rồi nè. Nhưng mà các bạn thấy mấy cái bụi cây này không? Trời ơi, Thiên Thư thấy nó hơi bị lỗi ha các bạn. Đây, mấy cái bụi cây. Người ta là cây thông mà Thiên Thư vẽ giống như là một cái cây gì đó, nó khác biệt lắm. Còn cái bầu trời thì Thiên Thư nghĩ là đã được rồi, đã đẹp rồi. Đó, chỉ buồn là cái bụi cây là không có đẹp bằng cái bầu trời thôi. Đó, các bạn còn các bạn thì thấy như thế nào? Hãy comment ở bên dưới cho Thiên Thư biết nha. Là một hành trình để vẽ một bức tranh của Thiên Thư đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên like, share và subscribe cho Việt Thiên Thư channel luôn nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Thiên Thư love you.